Da da da.
Nhà tôi chưa muốn kiếm
còn thấy Long, 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 long.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh, cung kính bái bạch chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng ni. Giờ đây trai đường chúng con đã duyên pháp, chúng con thành kính cung thịnh chư tôn thiện đức tăng ni đồng quan lâm trai đường để chứng minh buổi lễ trai tăng trưa hôm nay, cho toàn thể quý Phật tử được chọn phần công đức trong buổi lễ cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trên chai đường chúng con nhất lễ thỉnh đức tự của thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành. Chúng con thành kính cung thỉnh đức tự của thượng tọa Thượng Thiện Hạ Kim và chư tôn thiện đức chủ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh Hậu Giang cũng trở về đây tham dự buổi lễ quý kỳ sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài đồng an tọa chứng minh trong buổi lễ chai đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni đồng quan lâm chứng minh trong buổi lễ trai tăng trưa hôm nay, cho toàn thể quý Phật tử được trọn phần công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Bên trai đường tay trái thành kính cung thỉnh quý ni sư quý sư cô cũng đồng an tọa A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh, cung kính bái bạch chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng chư đại đức ni. Chúng con cung kính nghe rằng chùa xưa in dấu chân người, sông xưa còn có khúc đầy khúc vui. Xuôi thiền bát nhã gông chơi, ta bà nhẹ gót thảnh thơi niết bàn. Nơi dương thế 19 năm ân sư vắng bóng, nghĩa đạo của người làm hành trang trên bước đường xuôi ngược, trên hành trình tìm về bờ giải thoát giác ngộ. Xin mượn ngòi bút hiếu tâm để viết lên dòng thời gian hiếu hạnh, lời của trái tim, ý của nỗi lòng chứng chi, si niệm nhớ về ân đức của tôn sư suốt 19 năm qua. Kính bạch chư tôn thiền đức, Phật pháp là ngọn đuốc soi đường cho chúng con tìm về nẻo giác và tắm mình trong biện pháp trí tuệ mênh mông. Tuy nhiên trong cuộc sống, hàng đệ tử lúc nào cũng nhớ đến công ơn và tri ân báo ân người đã khai sơn ngôi chùa Bổ An Linh này, đã ấm thầm ra đi suốt 19 năm qua. Và hôm nay được sự giáo dạy của chư tôn thiền đức, toàn thể nam nữ Phật tử cũng như môn đồ pháp quyến vân tập về nơi đây để khơi lại những kỷ niệm mà suốt 19 năm qua cố ni sư Thượng Diệu Hạ Hạnh. Vì tất cả môn đồ pháp quyến cũng như Phật tử nơi đây có những niềm vui nỗi buồn mà không sao tả nổi. Kính bạch chư tôn thiền đức, gừng thiền vắng bóng hạt vàng, cội tùng ngã bóng về tay xa vời, người đi để lại cho đời giới đức nghiêm tịnh người người tiếc thương. Hôm nay hàng môn đồ pháp quyến cũng như toàn thể nam nữ Phật tử xa gần cũng như Phật tử diệu hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng trở về đây trước trai đường để thiết lễ quý kỷ lần thứ 19 của cố ni sư Thượng Diệu Hạ Hạnh.
Giây phút này đây, tâm trong tâm ý quả ý, lòng chí thành chí kính của đại diện môn đồ Pháp Quyến cũng như quý Phật tử xin được kính dâng lên trên chư tôn thiền đức lời tác bạch ngưỡng mong quý Ngài từ bi chứng minh cho toàn thể môn đồ cũng như quý Phật tử trọn phần hiếu đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, hôm nay chúng con là hàng đệ tử có duyên sự đầu thành lãnh lễ xin tác bạch. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, hôm nay là ngày kỷ niệm lễ hàng năm quý kỵ cố sư bà Thượng Diệu Hạ Hạnh lần thứ 19 nhằm ngày 20-21 tháng 9 năm Bính Thân, được sự hướng dẫn của đại đức chủ trì hàng năm thế lập lễ chay duyên cúng dường. Chúng con là hàng đệ tử hôm nay rất được phước duyên, vô cùng vui mừng vì giờ chánh pháp, giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này đầy đủ chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni chứng lễ quý kỵ cố sư bà. Hơn thế nữa, hàng đệ tử chúng con được sự diễm kiến từ hòa phước đức của chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni. Đây là phước điền trong ba ngôi báo, chứng tỏ rằng chúng con tin tưởng sẽ thọ hưởng phúc ở vị lai. Kính bạch danh chư tôn đức tăng ni, hàng đệ tử chúng con vô cùng cảm động vì nhận thế tuổi già sức yếu của chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni. Với chuỗi thời gian hành đạo không ngừng, không kể tấm thân, mặc cho mưa nắng vô thường đối với tuổi già sức yếu, nhưng tinh thần vẫn luôn luôn vì ngài quý kỵ hàng năm cố sư bà. Hôm nay chư tôn đức tăng ni chẳng nề đường xá xa xui, chẳng từ khó nhọc vì chúng con mà quán lâm về đạo tràng này chứng minh để thọ chay. Ôi ơn đức sâu này chúng con làm sao đền đáp được. Cao quý thay lời khoát nguyện chư tôn đức tăng ni đã thể hiện lòng từ bi quảng đại bao la vô bờ vô bến, làm cho chúng con tôn kính hơn bao giờ hết hiện kiến chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni. Chúng con là hàng đệ tử lại liên tưởng đến cố sư bà Thượng Diệu Hạ Hạnh, hàng đệ tử chúng con không khỏi ngậm ngùi xúc động qua hình cố sư bà nhẫn trong bóng người. Thương kính kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay hàng đệ tử chúng con nhất tâm thành kính dâng lên cúng dường thọ chay lễ mọn này, ngỡ cầu chứng minh nạp thọ cho hàng đệ tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, đôi lời tác bạch kính dân, mong chư tôn đức ai lân chứng lòng, pháp âm ban gãi đôi dòng, chứng minh nạp thọ tấm lòng chúng con. Vừa qua là sư cô Thích Nhược Diệu Nghĩa đại diện cho môn đồ Pháp Quyến cũng như quý Phật tử kính dâng lên lời tác bạch trên chư tôn thiền đức để trọn phần công đức trong buổi lễ cúng dường trai tăng sáng hôm nay. Giây phút này đây, chúng con nhất lễ thỉnh đức từ của thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành ban đạo từ cho môn đồ Pháp Quyến cũng như quý Phật tử được trọn phần công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính bạch giác linh cố ni sư, bửu an linh đường thượng từ lâm tế chánh tông tứ thập nhị thế tỳ kheo ni Thượng Diệu Hạ Hạnh quý lệ tiến, giác linh trụ thế 86 tuổi viên tịch ngày 21 tháng 9 năm Đinh Sửu. Đây là lần quý kỵ lần thứ 19 của cố ni sư.
Và đây cũng là lần mà toàn thể môn đồ pháp quyến thiết lễ trai tăng kỳ siêu cho cố ni sư một cách long trọng nhất. Bên cạnh tất cả những người thân, đệ tử của cố ni sư, con cháu của cố ni sư và quý nam nữ Phật tử gần xa cũng quy tụ về đây để thiết lễ trai tăng, dâng hết tất cả những tấm chân tình của mình lên giác linh cố ni sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đang quỳ trước tôn dung của chư Tôn Đức. Cổ đức xưa có câu: cha mẹ đã sanh ra ta, nhưng mà thầy tổ là người đã giáo huấn chúng ta. Thì cô Thích Nữ Diệu Nghĩa, cha mẹ đã sanh ra cái thân thể hình hài này, còn cố ni sư là một bậc ân sư đã hướng dẫn cho sư cô Diệu Nghĩa trên đoạn đường tìm về bến giác. Đây cũng là lần đầu tiên mà tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni nghe được cái lời tác bạch lần đầu của sư cô Diệu Nghĩa. Nó cũng nói lên hết tất cả những cái tấm chân tình của sư cô. Ngoài ra hôm nay, con cháu cùng với nam nữ Phật tử xa gần đã đến đây nhân sự tùng duyên để rồi dâng lên phẩm vật cúng dường, trước là dâng lên mười phương chư Phật, sau là chư Tôn Đức Tăng Ni. Chúng tôi xin thay lời cho chư Tôn Đức Tăng Ni hứa khả và nạp thọ phẩm vật cúng dường, và để cho cái buổi lễ cúng dường hôm nay được thập phần viên mãn, kính trân trọng cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni nhập từ bi quán niệm hồng danh chư Phật ba lần để chứng minh cho buổi lễ trai tăng cúng dường sáng hôm nay. Trân trọng kính cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiện Đức, chư Tôn Đức ngàn lần cao quý, thay Phật Tiên Dương Diệu Đạo Quyền, là phước điện cho nhân loại gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên ứng cúng. Trên thượng tọa đã từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, còn ban bố cho toàn thể môn đồ pháp quyến cũng như quý Phật tử trong buổi lễ cúng dường hôm nay những lời vàng ngọc, những lời vô cùng quý báu. Chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni tam bái. A Di Đà Phật. Cùng thỉnh chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni tác pháp trai đường lương xả nhiều pháp giới mong quân chư Phật. Thank you.
cung dường thánh tử ba thầy lo gia đa phật nhiên mang bao thân lô ta đa phật và đức la trân di lặc cung phật là thế giới di đà phật thầm phương tam thế như thiết như vương đại trí văn thù đại bi quang thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát chư tôn bồ tát ma ha tát từ vị vô ba cảm tăng phạm giới hữu tình bồ đồng cũng dương phạm đương nguyện chúng sanh thiện diệt vị tư ba Phật chư tỳ kheo thực tồn ngũ quán tán tâm tạp hỏi tính thế nan tiêu đã bảo hoàng quán trung dòng xuống thế thì bảo
màu. Quang minh như như quang minh rơi thiên lý, nó hoàng hà cha yên ngang bản thân trình trong kỳ đường biên ư không nhớ đại dung vương. Còn ở áo những tâm thần phận vô kiến đánh tương bóng quang như lại thì thi thần chủ quang đã lời thì ra đa bằng đa nế ba ca ra bằng lần hôm đủ lưỡng ta lời ba đa nế ba ca ra ba ni văn hồ hồng đủ lưỡng ta ba kể thủ quý tô tân đế đâu gì đành lệ ta câu đi ngã kiến chúng ta đại thiên đề ta là năm tam yêu tam bồ đề câu đi năm đáng đi ta chỉ lệ dù lệ dương đề ta ba nam mô ta đa năm tam yêu tam bồ đề câu đi năm mô ta đa năm tam yêu tam bồ đề câu đi năm đáng đi ta chỉ lệ dù lệ dương đề ta ba bố thí gia tăng hoàn thể lời là nhường lẽ là phán thần di ngàn đương nguyện chúng sanh cụ như phật pháp nam mô a di đà phật mục nguyện biểu đăng giác ngạn nghe chi tu đàn độ di tiên dục trực phước điền mạc diệt trai tăng đệ nhất kim mơ vì môn đồ pháp quyến thích nữ diệu nghĩa trần văn năm trần thị Trần Thị Bích Thuận, Trần Thị Bích Huệ, Trần An Đông, Trần An Bình, Trần Quỳnh Châu, Trần Quỳnh Nguyên, Trần Thị Diệu Linh, Trần Thị Diệu Thường, Trần Thanh Liêm, Trần Thị Thổi Linh, Trần Thị Diễm Mỹ Hiệp Môn Mở Đồ Pháp Nguyên, nam nữ phật tử đẳng thành tâm ma cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng già lại đấu à vũ an linh tự ấp hòa bình thị trấn kinh cùng quyền phụng hiệp tỉnh hậu giang thiết lệ tai tăng kỳ nguyện báo đức sư phụng vị bổ an linh đường thượng từ lâm tế chánh tông tứ thập nhị thế tình khéo đi thường diệu hạ hành quý lệ tiên chi chân linh trụ thế báo thập lực tế tịnh nư đinh sổ niên cù hoàng nhị thập nhất nhật thuận thời thủy tịnh kính nguyện dân linh cao đăng phong vị thượng phẩm thượng nghe thánh thế thế thường hành bồ tát đạo hữu hồi hương công đức kỳ siêu khổ thân tổ nội ngoài linh đại gia tiên thúc bá đệ huynh cô di tỷ bụi đằng đằng chư tiên linh kỳ siêu đằng đằng chư vong linh ký ảnh ký tự ký danh tại chùa Vũ An Linh lại đạo trai đường thịnh pháp văn kinh tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ kỳ nguyện toàn thể môn đồ pháp quyết phước huệ trang nghiêm nam nữ phật tử gia đình bình an lợi lạc phổ nguyện
đồng mà tu hiếu nghĩa, đồng khởi từ bi, đồng niệm A Di Đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh, cung kính bái bạch chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng ni. Chúng con cung kính nghe rằng thầy từ ái bao dung bố đức, dắt dìu con qua muôn trận bể dâu. Ân sư nghĩa ấy đứng đầu, tình này con nguyện khắc sâu trong lòng. Hôm nay ngày 21 tháng 9 cũng là lễ quý kỳ lần thứ 19 của cố ni sư Thượng Diệu Hạ Hạnh. Chư tôn thiền đức tăng ni bất tự bị quyền trận ngại đường xá xa xôi Phật sự đa đôn, thăng lâm đến đạo tràng chịu bổ an linh chúng con chứng dự buổi trai tăng. Giờ đây buổi lễ được thập phần viên mãn, chúng con ngưỡng cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ chư tôn thiền đức tăng ni, thế thọ tăng long, đạo thọ miên trường, mãi mãi là tàng cây cổ thụ cho toàn thể chúng sanh cũng như chúng con núp bóng trên bước đường tìm về bảo sở giải thoát giác ngộ. Và trong buổi lễ trai tăng sáng hôm nay, sự đưa đón tiếp rước cũng như trong khi hành lễ, dù đạo tràng chùa Bổ An Linh chúng con cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót bất ngờ. Ngưỡng mong trên chư tôn thiền đức tăng ni từ bi quan hỷ cho toàn thể đạo tràng chúng con thành tâm sám hối. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Đàn tràng diễn mang pháp sự chu viên, cùng thân chư tôn thiền đức tăng ni thọ trai. Để trọn phần công đức, giờ đây quý Phật tử đảnh lễ chư tôn thiền đức và dâng cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống dương lên theo kịp ánh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sâu. Sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng dân bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách,